Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái chủ đề đó là chuyển dạ là gì nha các bạn. Chuyển dạ là quá trình sinh lý trong đó thai và rau được đưa ra khỏi đường sinh dục của người mẹ, là giai đoạn cuối cùng kết thúc thời kỳ thai nghén. Nếu mà gọi là đủ tháng thì khi thai nghén từ 38 đến 40 tuần, có tài liệu thì 39 đến 41 tuần á, thì lúc đó thai nhi đã đủ trưởng thành và có khả năng sống độc lập ngoài tử cung.